<laughs> Vừa qua thì tài năng trẻ 37 tuổi của MU đã là một cú hat trick ghi 3 bàn thắng vào lưới của Tottenham. Trên tay mình đây cũng là một tài năng trẻ với 8 năm tuổi, iPad E2 và hãy cùng xem rằng cú hat trick điểm sáng của chiếc máy này là gì. Còn chơi gì nữa? Bắt đầu video thôi. <laughs> mệt quá mới nhảy có một cái mà quá rồi bàn thắng đầu tiên mà ipad e 2 này ghi được cho mắt người hâm mộ chính là về thiết kế bên ngoài như các bạn đã biết thì con ipad e 2 này đã ra mắt được vào năm 2014 thì vào cái thời điểm này đến bây giờ thì chắc chắn thiết kế này là một thiết kế lỗi thời đúng không nhưng mà đây là một thiết kế đặc trưng của thế hệ ipad e đời đầu khi mà ipad e 2 này ra mắt á thì người dùng người ta bắt đầu lầm tưởng máy tính bản là iPad. Người ta lầm tưởng hai cái niệm này tức là khi người ta ra ngoài sở điện thoại là sẽ bán đồ điện tử á, người ta hỏi là "Ủa anh, iPad này tự đến được hãng nào vậy? iPad này có phải iPad của Huawei không? iPad này uh, iPad Samsung đúng không? iPad Samsung nó có khác giải iPad của Apple không?" <laughs> tức là người ta lầm tưởng khái niệm của iPad đồng nghĩa với khái niệm của máy tính bảng. Trong khi máy tính bảng là một khái niệm lớn, khái niệm rộng, còn iPad là khái niệm của máy tính bảng thuộc thế hệ của Apple. <laughs> Điều này chứng minh rằng là iPad của Apple đang phát triển rất mạnh tại thời điểm năm 2014 và đó chính là lý do vì sao mà đến thời điểm hiện tại con iPad A2 này vẫn nằm trong ký của nhiều bạn trẻ. Rồi, về cảm giác cầm nắm thì mình khá hài lòng khi mình cầm con iPad A2 này trên tay bởi vì máy có một cái uh, trọng lượng khá nhẹ khoảng tầm 400 mấy gram mà thôi. Còn cái uh, phần mặt lưng máy thì sẽ được bo cong về hai phần cạnh bên và cái việc bo cong này giúp cho cảm giác cầm nắm mình ôm tay và chắc tay hơn khi mà các bạn áp hai cái bàn tay vào nè đó thứ hai điểm mình thích ở trên thiết kế của con iPad Air 2 này đó là phần mặt lưng máy là mặt lưng nhám tuy nhiên là cái mặt lưng nhám của con iPad Air 2 này á, nó khác với cái mặt lưng nhám hiện tại nha ở những dòng iPad mới như là iPad Gen 9 hay là iPad uh, Gen 8 á, thì cái mặt lưng nhám của nó, nó sẽ hạn chế được việc bong tay nhưng mà tại vì cái màu của này là màu sáng và cái mặt lưng nhám này nó sẽ dễ dàng để lại léo con tay nè thì cái điều này nó, nó vẫn chưa khắc phục được nhưng mà nếu so với mặt lưng nhám này với mặt lưng kính bóng thì mặt lưng nhám vẫn có ưu thế hơn khi mà giúp cho bàn tay của bạn đó, nó sẽ bị dính vào đây nè nó không bị tuột ra nó không bị trơn á còn với mặt lưng bóng thì nó sẽ trơn tay và tuột tay nó dễ làm rớt máy và chảy máy và có khi là ảnh hưởng tới phần cứng bên trong rồi đó là về thiết kế là đó là bàn thắng đầu tiên mà con iPad Air 2 này ghi được cho bác người hâm mộ còn bàn thắng thứ hai mình đánh giá cao khi mà màn hình con máy này là một màn hình IPS LCD với kích thước là 7 inch tại sao mình lại đánh cao một màn hình IPS trong khi đó là bây giờ xu hướng hiện tại người ta đang mong chờ màn hình là AMOLED đúng không? Suy xét nếu như iPad e 2 được ra mắt vào năm 2021 thì màn hình AMOLED mới là ưu thế thì mình chấp nhận. Còn nếu như so sánh iPad e 2 một chiếc máy này ra mắt vào năm 2014 thì một màn hình IPS LCD đã quá đủ rồi. Và màn hình IPS LCD này vẫn cho độ sáng cao Thứ hai là máy sẽ cho được góc nhìn rộng với các bạn có thể di chuyển cái màn hình mà không bị giảm cái màu sắc và màu sắc nó không thay đổi. Còn về độ tương phản và chất lượng màu thì mình đánh giá rằng ở mức tốt so với tầm giá hiện tại. Tất nhiên là với một màn hình IPS LCD chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều về độ phân giải màu rồi giải màu đúng không? Nhưng mà với những cái khả năng hiển thị giữa cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng, những cái màu sắc có trên những cái icon, những cái biểu tượng như thế này thì mình thấy là ô oh, cũng hài lòng rồi vì mức giá của máy chỉ tầm từ 5 đến 6 triệu mà thôi. Và bàn thắng thứ ba mình đã giá cao ở trên con iPad e 2 này chính là về cấu hình bên trong. Một con chip Apple A8X. Nghe tới Apple A8X thì mọi người sẽ hỏi là ủa một con chip ra mắt từ 8 năm trước, 8 năm, 9 năm trước mà sao lại đánh giá cao? Tại vì trải nghiệm thực tế con chip này ở trên iPad e 2 lại thật sự hiệu quả. Với những người mà người ta mua con iPad Air 2 này về thì người ta sẽ không chú trọng quá nhiều về hiệu năng và trải nghiệm chơi game Bởi vì người ta nghĩ rằng, người ta biết rằng là khi mà mua một con iPad có giá rẻ từ 5 đến 6 triệu thì những nhu cầu mà người ta cần chỉ là những tác vụ đơn giản lướt Facebook, TikTok, xem YouTube, xem những cái bộ phim ở trên một màn hình to lớn như thế này và hơn thế thì người ta sẽ làm việc đa nhiệm như trên những cái phần note ghi chú, làm kịch bản, làm lịch cho kiểu đồ đúng không? thì đó đó là những cái gì mà người ta mong chờ trên một chiếc iPad e 2 có giá thì 5-6 triệu Cho nên Apple A8X trên con iPad e 2 này đã hoạt động rất tốt và đã đáp ứng tất cả những nhu cầu cơ bản ở mức tốt Đó là lý do vì sao mà mình cho rằng hiệu năng con máy này con chip Apple A8X vẫn là một điểm sáng có trên iPad e 2 Ngoài ra thì con iPad Air 2 này vẫn còn một vài ưu điểm nữa chẳng hạn như là máy sẽ có Touch ID bảo mật vân tay chứ các bạn dễ dàng hơn trong việc bảo mật thứ hai là máy sẽ có camera sau với độ phân giải là 8 megapixel. Tất nhiên là với một camera có 8 megapixel thì chắc chắn không bằng những camera 12 megapixel trên uh, thế hệ iPad mới đúng không? Nhưng mà về chụp ảnh thì nói chung thì mình thấy nó cũng, uh, cũng cũng, chụp cho vui. Nói chung là có cái để ghi điểm. Còn về chất lượng chụp ảnh thì tất nhiên là không đẹp rồi, không không tốt rồi tại vì một chiếc máy nó là cũ rồi nên là um, có là một điểm sáng nhưng mà không có cũng được <laughs> nên là mình thấy uh, điều này cũng không có quan trọng nên bỏ ra mà từ 5 đến 6 triệu mà chúng ta đòi hỏi quá nhiều đòi hỏi về một chiếc máy có hiệu năng mạnh một màn hình tươi sáng một thiết kế đầm tay chắc tay ôm tay và một camera chất lượng một pin binh, binh hiệu quả nữa thì mức giá của máy sẽ không dừng lại 5 triệu mà nó sẽ là 11 triệu 12 triệu hoặc thậm chí là cao hơn rồi và đó là những đánh giá của mình về chiếc iPad Air 2 này ba bàn thắng ba điểm sáng đến từ thiết kế màn hình và hiệu năng là những gì mà chúng ta cần trên một chiếc iPad Air 2 chỉ với mức giá là 5 đến 6 triệu. Vậy các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ rằng với tầm giá này thì chúng ta có nên mua iPad Air 2 trong thời điểm hiện tại hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nha. Mình là Trường An, nhớ like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em À từ từ Để mình nhảy lại cái điều của đỡ này nữa cho nó ngầu. What the hell? Bye bye.